chuyện người khá ly lê bị sát hại khi đang tế lễ, và chuyện 18 người bị thắp đèn nay vẫn còn nghe. Nhưng không do tội họ nặng nề hoặc do họ ô uế hơn ai, mà những người luôn ngày sám hối sẽ có ngày hết đời vậy thôi. Con nay xin sám hối, quyết quay về cùng Chúa Ba Ngôi, xin ban ơn đổi đời cho tâm hồn từ đây nên mới. Con ước mong thân mình như cây lành chỗ sinh trái ngon, năm tháng tuy hao mòn xin luôn còn cây tin sẵn sàng. Chuyện vườn nhỏ đâu xa, một gốc vợ không cho kết trái, người chùa vườn hãy tìm, chẳng thấy gì cho phép chặt ngay. Nhưng xin ông rộng lòng để lại và không ngại phun xới xung quanh, chờ năm này cây lại kết trái, nếu vẫn dại mới đành chặt đi. Chúa Ba Ngôi, xin ban ơn đổi đời cho tâm hồn từ nay đến mai. Con ước mong thân mình như cây lành chỗ sinh trái ngon, năm tháng tuy hao mòn xin luôn còn cây tin sẵn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.